Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, những ngày trước đó, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, vận đen thì đeo bám, đầu tư thì mất tiền, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng bước sang ngày 6 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, quý nhân đưa đường dẫn lối. Trong công việc được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp yêu mến. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không. Tuổi may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những gia chủ tuổi Mùi. Đây là những con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. 1. Tuổi Mùi. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, tuổi Mùi được hỗ trợ bởi tam hợp cục, mang lại cho người tuổi Mùi nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Hôm nay là ngày 6 tháng 9, bạn có thể đạt được điều mình mong muốn. Với những người làm kinh doanh, các khoản đầu tư đang đem về lợi nhuận rõ rệt. Bạn hãy mạnh mẽ đi theo các quyết định của bản thân, chớ nên quá phụ thuộc vào lời bàn tán của mọi người, rồi bạn sẽ mở được lối đi riêng của chính mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, tuổi Mùi bị cục diện thổ khắc thủy, hợi thủy khắc mùi thổ, vậy nên tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự nghiêm trọng. Đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Vậy nên đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955 và 2015 mệnh kim, nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của nhiều người. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh thủy, phát huy được điểm mạnh của bản thân. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh hỏa, đưa ra sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh thổ, vợ chồng cần tìm cách hóa giải rạn nứt. Tuổi Quý Mùi 1953 và 2013 mệnh mộc, đạt được điều mình mong muốn. Để đạt được may mắn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Mùi cần mang theo những màu sắc cát tường như sau, màu nâu và màu xám. Bên cạnh đó, bạn hãy tìm chơi với những người thuộc con giáp quý nhân của mình để được phù trợ, đó là các tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Các tuổi này thuộc bộ lục hợp và tam hợp với mệnh chủ, vậy nên đây là những con giáp sẽ giúp bạn gia tăng may mắn và tài lộc. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục hướng lên màn hình để theo dõi xem mình có nằm trong những con giáp tiếp theo hay không. Con giáp may mắn thứ hai trong ngày này là những người tuổi Mão. 2. Tuổi Mão. Các chuyên gia tử vi chiêm tinh học cho biết, trong ngày hôm nay do được tam hợp cục tác động khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Người làm lãnh đạo dành nhiều thời gian nhìn nhận bản thân và có cách thay đổi những điều mình làm chưa tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc vào một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mão 1975 mệnh thủy, suy nghĩ lạc quan trong mọi việc. Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh hỏa, sẵn sàng nhận được những nhiệm vụ khó. Tuổi Kỷ Mão 1999 mệnh thổ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuổi Tân Mão 1951 và 2011 mệnh mộc, thay đổi những điểm mình chưa làm tốt. Tuổi Quý Mão 1963 mệnh kim, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Để được may mắn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Mão cần mang theo những màu sắc cát tường là màu xanh lá cây và màu xanh rêu. Bên cạnh đó, bạn hãy tìm chơi với những người thuộc con giáp quý nhân của mình để được phù trợ, đó là các tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Các tuổi này thuộc bộ lục và tam hợp với mệnh chủ, nên đây sẽ là những con giáp giúp bạn gia tăng may mắn và tài lộc. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay, quý vị có thuộc một trong hai con giáp trên không? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi xem mình có trong những con giáp này hay không nhé. Con giáp tiếp theo là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý.
Các chuyên gia tử vi tâm linh cho hay nhờ có tam hội nâng đỡ nên những người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Người làm kinh doanh nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tương lai thu về khoản lợi nhuận khả quan hơn hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Thủy, có những cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 mệnh Hỏa, quen biết với đối tác, khách hàng triển vọng. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Thổ, nên mở rộng quy mô làm ăn của mình. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc, hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Để được may mắn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Mão cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Bên cạnh đó, bạn hãy tìm chơi với những người thuộc con giáp quý nhân của mình để được phù trợ, đó là các tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Thìn. Các tuổi ngày thuộc bộ lục hợp và tam hợp với mệnh chủ, vậy nên đây là những con giáp sẽ giúp bạn gia tăng may mắn và tài lộc. Như vậy chúng ta đã xét đến con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì sẽ là con giáp may mắn thứ 4 trong ngày hôm nay là những người tuổi Dậu. 4. Tuổi Dậu. Các chuyên gia chiêm tinh tử vi cho biết do có thiên tài hộ mệnh nên sẽ đem tới nhiều cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh. Con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn trong ngày hôm nay, có cơ hội trúng số, trúng thưởng liên tiếp. Tuy nhiên khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả điện. Bên cạnh đó, sau cục diện kim sinh thủy, người tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp vào ngay ngày hôm nay. Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với những người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005 mệnh Thủy, được sống trong gia đình hạnh phúc. Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Hỏa, vợ chồng hòa hợp bao dung cho nhau. Tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tuổi Tân Dậu 1981 mệnh Mộc, hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Tuổi Quý Dậu 1993 mệnh Kim, tình cảm phát triển một cách nhanh chóng. Để được may mắn hơn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Mão cần phải theo những màu sắc cát tường là màu bạch kim và màu xám. Bên cạnh đó, bạn hãy tìm chơi với người thuộc con giáp quý nhân của mình để được phù trợ, đó là các tuổi, tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Các tuổi ngày thuộc bộ lục hợp và tam hợp với mệnh chủ, vậy nên đây là những con giáp sẽ giúp bạn gia tăng may mắn và tài lộc. Con giáp may mắn tiếp theo trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 5. Tuổi Sửu. Các nhà chiêm tinh học dự báo do được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm các công việc tự do, nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Bạn ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến các mối khách hàng luôn kéo dài không dứt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuy nhiên, dù có ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền đến mấy, bạn cũng nên chú ý cân bằng thời gian sao cho hợp lý, chớ nên làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, lại tốn thêm nhiều tiền chạy chữa. Bên cạnh đó, cục diện thổ khắc thủy không tốt dẫn đến các mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia liên tiếp gặp phải trục trặc. Hai người thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại và chẳng hề có ý định hàn gắn. Nếu hai người không còn quá quan trọng quan hệ hiện tại thì đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Kim, khẳng định được vị thế của bản thân. Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Tuổi Kỷ Sửu 1949 và 2009 mệnh Hỏa, hãy chú ý cân bằng cuộc sống của mình. Tuổi Tân Sửu 1961 mệnh Thổ, hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh Mộc, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu phá hoại hạnh phúc. Để được may mắn trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Mão cần mang theo những màu sắc cát tường là màu cà phê và màu xám.
Bên cạnh đó, bạn hãy tìm chơi với những người thuộc con giáp quý nhân của mình để được phù trợ, đó là các tuổi Tý, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Các tuổi này thuộc bộ lục hợp và tam hợp với mệnh chủ, vậy nên đây là những con giáp giúp bạn gia tăng may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 6 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.